Và tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đặt niềm tin tại cơ sở và cũng như đặt hàng online. Thì trong video clip hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Chúng tôi cũng giới thiệu luôn, đây là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đó là anh Hòa, anh đã đặt hàng online chúng tôi. Một bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ, bức hoành phi là bức hoành phi lồng cuốn thư. Chúng tôi làm với kích thước là dài 1m97, rộng 67 và ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân, khung tranh bên ngoài chúng tôi làm dày 7 phân. Bên trong bức hoành phi chúng tôi có thiết kế thêm một chiếc cuốn thư. Trong các video lần trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều về cái mẫu mã như này, nhưng có phụ đề tiếng Việt. Và theo như đơn đặt hàng của anh là anh đã bỏ phụ đề, tức là bỏ các cái chữ con phía dưới để dịch chữ Hán Nôm. Trên hình các bạn đang xem là bức cuốn thư chạm ba chữ là Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang. Thường thì chữ Hán Nôm là chúng ta phải đọc từ bên phải, còn nếu như chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ bên trái. Và bộ hoành phi câu đối này chúng tôi sẽ dát vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng 24K cho gia đình anh Hòa, anh ở Hạ Long, Quảng Ninh. Trong rất nhiều video chúng tôi đã giới thiệu các cái quy trình thép vàng Đài Loan cũng như là dát vàng ta, được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể đăng ký kênh để theo dõi trực tiếp các cái video clip sản phẩm của chúng tôi. Quý khách hãy liên hệ theo hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Quý khách có nhu cầu làm bằng vàng ta thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi, nằm tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tôi xin nhắc lại kích thước của bức hoành phi là dài 1m97, rộng 67. Và bây giờ chúng ta cùng sang cái phần câu đối. Bộ hoành phi câu đối này là chúng tôi làm theo mẫu mã độc quyền, mẫu mã mang thương hiệu Đồ Gỗ Hiền Lành. Hiện nay rất nhiều cơ sở đang nhái hàng của chúng tôi. Thì quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét, chúng tôi sẽ quay chi tiết tỉ mỉ từng góc cạnh để cho quý vị xem. Câu đối bên phải này là chúng tôi chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và câu đối bên trái thì chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Phía dưới phần câu đối này chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Chúng tôi đã vanh cong. Thường thì câu đối phẳng nhưng mà vanh cong này làm rất là khó. Khó hơn nhiều so với câu đối phẳng bình thường. Thì giá thành của nó cũng có cao hơn một chút. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét của chúng tôi. Phần diềm thì chúng tôi chạm tứ quý bốn mùa, đó là xuân hạ thu đông. Câu đối này rộng 28 và dày 4 phân, dài 1m97. Toàn bộ các cái chữ phụ đề phía dưới chữ Hán Nôm chúng tôi đã bỏ đi theo như yêu cầu của gia đình anh. Và bên trên này chúng tôi chạm mà rơi rơi ngậm đồng tiền. Chúng tôi cũng thiết kế dáng cong rất là đẹp và uyển chuyển, mềm mại. Hiện nay trên thị trường đang tràn lan rất nhiều các cái hàng nhái của chúng tôi. Quý khách hãy xem kỹ, quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết video này. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết nhất bộ sản phẩm hoành phi câu đối. Trong thời gian gần đây chúng tôi cũng biết được các cái nhu cầu của khách hàng ngày càng cao về mua sắm đồ thờ cúng cho gia tiên cũng như là đình chùa miếu mạo. Chúng tôi đã làm nên các cái bộ bát biểu chấp kích ngựa thờ, khám thờ cũng như là hoành phi câu đối trường kỳ, mà chúng tôi cũng bàn giao ở rất nhiều các cái tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội. Những ai đã dùng các cái đồ gỗ mà cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh làm nên thì quý vị cũng đã biết rồi. Chúng tôi làm với cái thông số kích thước cũng như là các cái hàng đục tay, chúng tôi lục rất là kỹ. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét của chúng tôi. Và quý khách nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi. Và các cái quy trình khi chúng tôi thép vàng cũng như là dát vàng 4 số 9 thì sẽ được phát trực tiếp tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh.
Quý khách hãy đăng ký kênh để có thể theo dõi trực tiếp và cũng như là mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi nhận thiết kế thi công đình chùa miếu mạo, trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách có thể liên hệ theo số hotline trên màn hình 0986 883349. Và video này đang được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 6, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể một lần nữa bộ Hoành Phi Câu Đối lồng cuốn thư do gia đình anh Hòa, anh đã đặt hàng và anh đang sinh sống tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đồ gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã trao trọn niềm tin cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp ứng các cái mẫu mã mới nhất và cũng như độ dày, kích thước đúng chủng loại gỗ cho quý khách được yên tâm. Cảm ơn quý khách đã xem các video clip của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.